Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 2, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã triệu tập hai người đi xe máy, cà khịa, tấn công người đi ô tô trên đường Vành Đai 2 trên cao và mời những người có liên quan lên làm việc. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị TA lái ô tô đi trên Vành Đai 2 trên cao, hướng từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở. Khi đến gần khu đô thị Tham City Hà Nội, bị hai thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát 29H147496 không đội mũ bảo hiểm liên tục lạng lách đánh võng tạt đầu. Chị Ta cho biết, xe máy lạng lách đánh võng tạt đầu các ô tô đi cùng chiều. Ô tô nào bấm còi thì họ dùng chân đạp vào xe và đấm vào kính. Khi xe của tôi đi chậm, hai thanh niên liên tục đạp vào hông xe rồi phóng lên trước phanh gấp. Tôi né được va chạm. Tuy nhiên, hai thanh niên tự đẩy đổ xe để tạo hiện trường va chạm và yêu cầu tôi xuống xe. Lo sợ nguy hiểm, tôi không xuống. Hết là đang báo cảnh sát, thì hai người này tiến lại sát cửa kính chửi bới. Theo chị TA, không dừng lại ở đó, khi một ô tô bốn chỗ khác đi cùng chiều vượt lên, hai thanh niên tiếp tục lái xe máy chặn trước chửi bới, liên tục kéo giật cửa kính ô tô. Khi tài xế xuống xe, một trong hai thanh niên đã la vào hành hung. Theo chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, ngoài đi vào đường cấm không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên còn có dấu hiệu hình sự như hành hung, phá hoại tài sản. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 4 cho hay, vành đai 2 trên cao gồm 4 làn dài hơn 5 km nối từ cầu Vĩnh Tuy tới ngã tư Sở, tốc độ cho phép 80 km/h. Đoạn cầu nhánh 60 km/h. Đường chỉ dành cho ô tô, cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ chúng tôi sẽ phối hợp với công an quận hai bà trưng để xác minh hai thanh niên đi xe máy và xử lý vụ việc đúng pháp luật hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ